Nè, hình như bao lâu rồi là em ăn chia bóc một bóc nè. Đâu mới bữa ta mai với lại đúng không? Đến lúc mà bao nhiêu đèn trong nước. Ý là mong chờ cái gì ở con con gì punishment vậy? Like mình ra gần. Centurion. We see it luôn. Quá đã. Oh my god. Yeah. Oh. Trời đúng là có cảm hứng có khác. Giờ mà ra con rồng nữa thì cuộc đời thay đổi. Ra hang rồng này ngon anh ha. Ra thêm con đai beo nữa là. Đỏ rồi. Này là đai beo cũng được. Nhắc ai? Ít nhất là có anh trai đừng có ngu quá được. Con này nó cũng được, chơi một. Đã quá. Vidos. Vidos con ra. Tiền về. Blessing cũng được. Oh no. Rất na hả? Rất na. Trời, linh nó làng càm làng càm cảm hứng chơi Centurion nó dâng cao lên hình nè. Oh no. Nhiều nét trọng quá. Con thứ ba. Rồi, tem mai lửa anh rồi đó. Lên giá rồi. Tem mai lửa. Full rồi. Ba con. Ủa tên sai lệnh luôn nè, trời ơi. Giờ mở ra hết hình như hết secret, còn một secret đúng không? Còn một secret. Name Apprentice. Gì bóng đi, đã đi. Sắp lộ. Chúa ơi. Sắp lộ. Ủa tên Silent nữa hả? Ok cũng được. Rồi chúa ơi. Oh my god. How did that happen? Ủa? Ba secret hả? Ủa? Ba secret. Một QCR với một secret. Ủa con này con cha mà. Không, mà con này secret. Con Apprentice Nightmare là secret mà. Con đâu có anh. Nè mới hai secret rồi. QCR nhưng mà hồi đó QCR là thế cho secret mà. Cách giờ nó khác rồi. Oh no. Bóp của em là người được chọn. Ôi đừng tao chơi đừng chọn tao nữa, tao không muốn chơi mày. Mày đừng chọn tao. Có lốc xô cũng ngon nè. Ừ chơi cho tuổi đúng không? Salad. Ủa như sắp ra structure deck đúng không anh? Ừ nhưng mà ai ai chứ không. Quá đã luôn. Ôi một bóp này ngon vậy. Gadget. Oh no, thôi cũng được, bán lại cũng được. Full rồi. Oh no. Reset luôn. Uminova. Uminova, 5 đô. Chiếu. Cũng được, trời. Tới lúc lên mạng bán kẹt rồi. Bao nhiêu anh trai rồi? Hình như 2 tức là vẫn còn ở nhà không chắc không còn đâu đã ra rồi nó đã thế ý no. Hai mình ra ít nhất cũng không ba mình ra ba super 1 2 ba anh trai rồi em ra ba anh trai rồi nếu mà ra 4 hoặc 5 nữa thì ngon thôi còn có thì một ten bay nó thì sao quay nó ten bay hợp lý ember một ten bay nó thì sao. Oh no, cái đấy này bóp này ngon quá vậy. Một con standby nữa, lặp lại có lặp lại kỳ tích như hôm qua không? Không hết rồi. Okay. Nhưng mà vấn đề là quá ngon, một QCR, một con này, một con QCR. Một, bang secret, hang secret, một, hai,
Ừ. Trai có con này ngon trời, quá là dữ. Con này Minerva, con này cũng tương đối. Quê. Được phết, trời ơi. Ngon là nó luôn. Hử? Dạ, trời ơi, tuyệt vời. Còn khứa này bóc trước nữa. Trời ôi ơi. Ơi. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Trời. Các gì đó. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.